Công an vào cuộc xác minh cô đồng bổ cau đúng nhận sai cãi. Sáng mùng 8 tháng 2, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Công an thị xã Kinh Môn Hải Dương cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ thông tin cô đồng bổ cau đúng nhận sai cãi xem bói toán có biểu hiện hiện tượng mê tín dị đoan trên mạng xã hội. Chúng tôi đang theo dõi ở trên mạng xã hội cũng như qua thông tin báo chí. Công an thị xã và Công an phường Bến Thành cũng đang vào cuộc xác minh. Trường hợp nếu có các vi phạm, Công an thị xã sẽ cùng với Ban chỉ đạo tôn giáo của thị xã làm rõ và xử lý theo các quy định của pháp luật. Đại diện Công an thị xã Kinh Môn thông tin, ngay khi báo chí đăng tải thông tin vụ việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Kinh Môn đã vào cuộc giao cho các cơ quan liên quan lĩnh vực này xác minh kiểm tra. Ông Vũ Văn Dung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiến Thành xác nhận cô đồng TH hiện đang sinh sống trên địa bàn phường. Chúng tôi vẫn đang làm việc tiến hành xác minh để báo cáo lãnh đạo thị xã. Ban tôn giáo thị xã và Công an thị xã cũng đang tiến hành xác minh. Ông Dung cho biết, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiến Thành, cô đồng TH trước lấy chồng ở địa phương khác và mới về địa bàn sinh sống, trông nhà cho bố mẹ đi miền Nam. Trước đó, trên mạng xã hội xôn xao nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh cô đồng TH hiện đang làm việc tại Kinh Môn Hải Dương, nổi tiếng qua những video xem bói cho người khác qua hình thức bổ cau. Qua các video được đăng tải trên TikTok này, cô đồng TH có thể đọc tên những người xung quanh đến xem, khiến nhiều người nửa tin nửa ngờ. Đặc điểm của những đoạn video được cô đồng TH đăng tải có vẻ ghi lại những lần coi bói trực tiếp của cô với khách hàng. Mỗi lần bổ cau, cô có thể nói vanh vách về một vấn đề nào đó. Đáng chú ý, những clip vừa xem bói vừa bổ cau do cô tự quay, bỗng chốc có hàng triệu lượt xem. Kịch bản khá đơn giản, mở đầu cô đồng hỏi về chuyện gia đình, công việc. Sau mỗi câu hỏi đều kèm cụm câu đúng nhận sai cãi. Đáng nói, các câu hỏi của cô đa phần đều rất chung chung, giả dụ như dòng họ có người xuất ngoại đúng không? Nhà có ai tên là Đức không? Rồi từ các câu trả lời của con nhang, cô tiếp tục xoáy sâu vào câu chuyện. Kế đó cô sẽ nói về nguyên do, số mệnh và cuối cùng là giải pháp. Đi cúng chỗ này chỗ kia, cẩn thận tháng này tháng nọ. Cô đồng này cũng nhận đặt lịch để xem bói cho nhiều người khác. Thông tin được cô đồng TH chia sẻ, cô không bao giờ nhận đặt cọc trước và mọi yêu cầu chuyển khoản đều là giả mạo. Một số ý kiến cho rằng đây được xem là biểu hiện của mê tín dị đoan. Sự việc này khiến không ít người lo lắng sẽ gây ảnh hưởng lớn, tuyên truyền mê tín dị đoan khi thu hút nhiều người. Luật sư Hoàng Tùng, trưởng văn phòng luật sư Trung Hòa, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, hoạt động mê tín dị đoan là hiện tượng bói toán, chiêm bái, đoán mộng, phán bảo điều này điều kia. Do đó, việc cô đồng TH nhận đặt lịch để xem bói cho nhiều người thông qua hình thức bổ cau cũng là một hình thức của hoạt động mê tín dị đoan. Các chuyên gia văn hóa cho rằng đây là hoạt động mê tín dị đoan trên mạng xã hội, đồng thời đưa ra lời khuyên hoàn toàn không nên theo và không nên tin vào những lời nói này. Bói toán là hành vi mê tín dị đoan và mọi người không nên mất tiền vào những việc như thế này.